Lần đầu ăn rong nho và cải kết. Mẹ ơi, ơi, người ta ăn rong nho ngon nhỉ? Ừ. Có chất lượng bao giờ? Ừ. Mẹ ơi. Ừ. Mẹ ơi. Thèm đúng không? Vâng. Muốn được thử đúng không? Vâng. Cốm ơi, rong nho về. Ôi, mẹ mua nhiều thế. Yeah, yeah, vui quá. Nhân trẻ các bạn nhỏ muốn thưởng thức nên Yên dinh luôn 4 hộp rong nho Tasami ngọc xanh của biển về cho cả nhà dùng thử. Đối với những người mà không gần nơi có rong nho tươi như Yên thì mình chọn rong nho tách nước. Rồi ạ. Hôm nay mình sẽ thử cái rong nho này suốt bè rang nhé. Từ lâu đã nghe đến những lợi ích của rong nho: tốt cho sức khỏe, làm đẹp, tăng cường chất xơ, giàu dinh dưỡng lại tiện lợi, tốt cho cả gia đình từ các bạn nhỏ cho đến ông bà, bố mẹ, người lớn tuổi. Bây giờ nha, mình sẽ vớt rong biển này lên đĩa đá. Mẹ ơi, sao mẹ cho rong biển vào đá? Cho rong biển vào đá để cho rong biển được giữ độ giòn và độ tươi ngon. Vâng. Một miếng. Bắt đầu. Không được dùng tay. Nào, đến lượt chị, đến lượt chị. Đến lượt mẹ trước, mẹ trước. Nào. Đây nha. Chị thèm xin mua, nhưng về cô cậu lại là người ăn nhiều hơn. Mẹ đang đút cho chị thử thì cô cậu còn lấy tay móc luôn cho đỡ thèm ấy. Xong xí luôn cả đĩa. Thế là chị ngồi nhìn em đút cho miếng nào là được miếng đó. Rong nho Tasami với nguồn rong nho từ vùng biển sạch Khánh Hòa được tách nước giúp dễ dàng bảo quản. Sử dụng đa dạng các loại nước sốt được kết hợp sẵn trong sản phẩm, siêu tiện lợi, sơ chế đơn giản cũng chỉ với 3 đến 6 phút thôi. Các bạn có thể mua rong nho Tasami ở hầu hết các hệ thống siêu thị lớn trên toàn quốc nhé. Rong nho Tasami, ngọc xanh của biển.